Các đơn vị địa phương trong tỉnh phải nỗ lực và quyết tâm đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 hoàn thành giải ngân 100% tất cả các nguồn vốn bố trí, các dự án. Yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng năm 2022 trong chiều nay. Dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Võ Phiên. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 7.020 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là hơn 4.982 tỷ đồng và vốn ngân sách trung ương là 2.038 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 7, tổng nguồn vốn đã phân khai chi tiết cho các dự án đủ điều kiện là hơn 6.600 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 1.437 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 21,8% kế hoạch vốn đã phân khai. Theo số liệu báo cáo của các chủ đầu tư, đến ngày 31 tháng 8 sẽ giải ngân bằng 49,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 35% kế hoạch vốn phân khai. Đến ngày 30 tháng 9 sẽ giải ngân 63,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 43,2% kế hoạch vốn phân khai. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh được giao cho 36 cơ quan đơn vị chủ đầu tư. Đến ngày 31 tháng 7 có 14 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của tỉnh. Đối với tiến độ giải ngân của các dự án, có 90 dự án không đạt tiến độ giải ngân cam kết, trong đó có 13 dự án chuyển tiếp đến ngày 31 tháng 7 giải ngân dưới 10%. Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm là do một số dự án chuyển tiếp hiện nay vẫn đang hoàn trả khối lượng thi công cho kế hoạch vốn năm 2021 đã tạm ứng. Các dự án khởi công mới thì đang lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu nên chưa có khối lượng thanh toán và giải ngân. Một số dự án chuyển tiếp chưa có khối lượng giải ngân hoặc giải ngân chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các dự án thực hiện từ nguồn thu tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết và nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước giải ngân chậm vì nguồn thu chưa đảm bảo theo nhu cầu tiến độ thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã yêu cầu tất cả các đơn vị địa phương là chủ đầu tư các dự án báo cáo tiến độ giải ngân, những khó khăn vướng mắc cũng như cam kết về tiến độ, thời gian thực hiện kế hoạch giải ngân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngay từ đầu năm 2022, được cụ thể hóa bằng chỉ thị số 02 ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh vì giải ngân cao mới thúc đẩy tăng trưởng và công trình, dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ khai thác phát huy hiệu quả cho xã hội. Yêu cầu các cấp các ngành, đặc biệt là các chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án phải quan tâm đẩy mạnh cái công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, qua báo cáo tại cuộc họp và ý kiến phát biểu của các đồng chí thì do nhiều nguyên nhân khách quan có, chủ quan có, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính. Cho nên đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi so với bình quân chung của cả nước là chúng ta ở mức trung bình thấp. Cho nên cái yêu cầu đặt ra đối với cái công tác giải ngân trong thời gian còn lại từ nay đến cuối năm rất là lớn, rất là lớn. Vì vậy, yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã phải tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để khẩn trương đưa dự án vào thực hiện. Phải quyết tâm nỗ lực đến 31 tháng 12 năm 2022 phải hoàn thành giải ngân 100% đối với tất cả các nguồn vốn đã được bố trí cho dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ các dự án đã giải ngân trong 7 tháng đầu năm 2022, làm việc cụ thể từng chủ đầu tư để nắm bắt dự kiến kế hoạch giải ngân từng tháng từ nay đến cuối năm. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh tăng giảm kế hoạch vốn đã bố trí trên cơ sở khả năng thực hiện của từng dự án. Rà soát lại tiền xây dựng của năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ đây phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đánh giá khả năng thu từ sử dụng đất
của năm 2022 để từ đó đối chiếu với chỉ tiêu đã được cấp có thẩm quyền giao tiền sử dụng trong năm 2, điều chỉnh giảm tiền sử dụng trên cơ sở điều chỉnh giảm thì điều chỉnh từng dự án chậm nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 8 kèm theo danh mục từng dự án điều chỉnh, đó là đối với các dự án đầu tư công mà bố trí từ nguồn siêu đất của tỉnh, đối với bố trí nguồn siêu đất cho các dự án của các huyện thì cắt giảm 100% đối với tất cả các dự án đã được bố trí từ nguồn siêu đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại nguồn vốn, kéo dài thời gian giải ngân từ năm 2021 sang năm 2022. Nếu đơn vị địa phương nào không giải ngân hết thì tham mưu ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng xử lý. Riêng đối với nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 phải quyết tâm giải ngân 100% vào cuối năm 2022 vì không thể điều chuyển cho các dự án khác. Đối với các dự án đã được bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương 21 để khắc phục hậu quả thiên tai, yêu cầu tất cả các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân 100% vốn đến ngày 31 tháng 12. Trong trường hợp không giải ngân được thì phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền, và đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh sẽ cắt vốn phần còn lại, địa phương đó phải chịu trách nhiệm bố trí vốn của địa phương để hoàn thành dự án, và đồng thời chịu trách nhiệm về mặt hành chính đối với các có thẩm quyền. Đối với các dự án sử dụng nguồn vượt thu mà tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính rà soát việc tổ chức thực hiện. Đến ngày 30 tháng 9 không triển khai thì thu hồi về ngân sách tỉnh. Để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân trong những tháng còn lại của năm 2022, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi có khối lượng phải khẩn trương thực hiện thủ tục để thanh toán vốn đầu tư. Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.